Chiều hôm nay chúng ta cùng nhau quy tụ về nơi đây để tôn vinh vị thánh hôn phối và giáo hội công giáo, đồng thời tôn vinh những người sống đời sống hôn nhân bởi họ luôn gắn bó với nhau qua lời thề hứa của vị thánh hôn phối. Cụ thể hôm nay chúng ta cùng với đại gia đình cùng với ông cụ Gioan Bautista và bà cụ Maria tạ ơn Chúa với vị tinh hôn phối 50 năm qua. Con mới ra trường được gần 2 năm. Sinh ra trong một gia đình bất bổ từ nhỏ. Hôm nay được nhờ giảng về kỷ niệm 50 năm hôn phối, quả là điều không có đến không thể. Nhưng mà không có cách nào để từ chối, nên đành phải dựa trên lời Chúa của ba bài đọc mà chúng ta vừa nghe, dựa trên đặc tình của hôn nhân công giáo và hơn nữa dựa trên đời sống đức tin của ông cụ Gioan Bautista và ba cụ Maria trong mỗi dịp được ghé thăm gia đình hoặc bà cụ, con mạnh khỏe được chia sẻ với cộng đoàn hai điều. Để rồi từ hai điều này mình tôn vinh Thiên Chúa, ca ngợi Thiên Chúa qua vị thánh hôn phối. Để rồi từ hai điều này, qua phương sóng đức tin của ông bà cụ hôm nay, chúng ta con cháu anh em bà con nhìn vào phương sóng đức tin này để chúng ta bắt đầu sóng đức tin giống như ông bà. Điều thứ nhất, tôi muốn dựa trên nhận định của Đức Thánh Gioan Phaolô trong tông huấn niềm vui của tình yêu. Đức Thánh Gioan mời gọi chúng ta ngồi ngược lại để khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống, đặc biệt trong đời sống hôn nhân gia đình. Ngồi ngược lại, nhớ lại để thấy tình Chúa đang dệt gửi tình người trong suốt 50 năm qua. Bằng cách nhìn lại đời sống của mình, nhìn lại những con người mà mình gặp gỡ, nhìn lại những biến cố mà mình phải đối diện để khám phá ra sự hiện diện và đồng hành đầy yêu thương của Thiên Chúa trong cuộc đời. Và khi làm như thế, chúng ta không chỉ cảm nghiệm được một Thiên Chúa trên lý thuyết, nhưng chúng ta cảm nghiệm được một đức tin sống động, thưa cộng đoàn. Và đó cũng là lý do mà hôm nay ông bà tổ tổ chức lễ tạ ơn này, và đó cũng là lý do mà ngày hôm nay chúng ta quy tụ về nơi đây. Bây giờ chúng ta hồi tưởng lại những gì, nhìn lại những gì, chúng ta tạ ơn Chúa vì đời sống vợ chồng thưa cộng đoàn. Cách đây 50 năm, hai anh chàng, hai người thanh niên là ông cụ và bà cụ nơi đây cùng tiến vào nhà thờ, cùng thề hứa trước mặt Chúa và giáo hội yêu thương nhau, chung thủy với nhau suốt đời, khi thịnh vượng cũng như khi gian nan, khi đau khổ hay khi mạnh khỏe, yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời. Đến hôm nay thưa cộng đoàn, sau 50 năm, sau 50 năm, hai người vẫn nắm tay nhau, vẫn dắt dìu nhau bước qua nhà thờ. Thưa cộng đoàn, điều này đáng để tạ ơn lòng thưa cộng đoàn. Rất nhiều người trong chúng ta đây không được hạnh phúc trong những ông bà cụ Gioan Bautista. Rồi hồi tưởng lại điều gì nữa? Ông bà tổ của Gioan Bautista Maria kỷ hôn vào năm 1972, khi mà đất nước đang bước vào giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh, khổ về vật chất, khổ về tinh thần, nhưng ông bà vẫn nắm lấy tay nhau để sống trong cam kết lời hứa, lời cam kết của vị tình hôn nhân, đó là yêu thương nhau khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan. Đó là một điều để chúng ta cùng tạ ơn Chúa với đại gia đình. Hôm nay hình ảnh hai ông bà tiến vào nhà thờ để thấy rằng sự yêu thương chung thủy của ông bà, cái điều đó còn là một chứng từ cho thế hệ trẻ hôm nay, khi mà chúng ta được mang danh là kinh tế 4.0,
công là phương tiện truyền thông, là mạng xã hội, khi là một chúng ta phải nhảy đất nước này đất nước kia để tìm kiếm của cải vật chất thì cũng là lúc khủng hoảng gia đình của cộng đoàn ly dị tràn lan. Cặp vợ chồng trẻ vì công việc phải xa nhau cho nên sinh ra gia đình tan vỡ. Thì hôm nay đây sau 50 năm, ông cụ Phan Bảo Thị Sĩ Tạ phải nắm lấy tay của bà cụ Maria để dắt vào nhà thờ để trọn lại cái cam kết của 50 năm trước. Điều đó đáng để ta ước lòng với cộng đoàn. Rồi chúng ta nhìn lại gì nữa, hồi tưởng lại gì nữa, chúng ta nhìn lại toàn con cảm trọng trạng 8 người con, 13 người chồng và 3 người chồng, trong đó có 1 người làm cái mục. Và hiện diện trong thành lễ này, cộng đoàn thấy con của ông bà cụ là chủ tịch thành lễ, rồi con của ông bà cụ công bố lời Chúa, rồi hàng đạo ca, rồi dương lễ, tất cả mọi thứ. Chúng ta thấy được phúc lành của Thiên Chúa ban cho ông bà trong cái lời chữ nguyện chúc lành mà cách đây 50 năm ông bà đã được lành nhận, đó là xin cho họ được sinh con và trở nên cha mẹ thành đức, cả hai được nhìn thấy đoàn con cả trọng trạng. Cái lời chúc lành của 50 năm trước hôm nay ông bà cụ đã nhìn thấy, đảm để chúng ta cùng với gia đình tạ ơn Chúa lòng của cộng đoàn. Rồi chúng ta nhìn lại gì nữa, chúng ta hồi tưởng lại gì nữa, chúng ta nhìn lại cái sự nhiệt thành trong đời sống đức tin và sự phục vụ giáo hội của ông cụ Doãn Bảo Thị Sĩ Tạ. Rất nhiều năm ông làm ban hành giáo, là hội đồng phục vụ giáo sư, rồi đến ngày hôm nay ông là hội trưởng hội mẹ làm tự du, như thế chưa đủ, ông cảm thấy sống đức tin như thế chưa đủ, rồi còn giữ nhà thờ này nữa, tức là ông tự nhà thờ này. Tôi để thấy cái bộ trường bao nhiêu tôi về nhà ông bà đã hiểu rất đẹp. 1 rưỡi ông đi, tôi hỏi ông đi đâu, con phải đi lên để mở cửa nhà thờ để dặn chuông. Ngày hôm nay cả giáo sư phải biết ông đâu, ông phải đứng 2 rưỡi bên đây, thì ông 1 rưỡi ông đã đến đây để mở cửa nhà thờ và dặn chuông. Có lẽ tôi muốn dùng cái hình ảnh của Tobia và Sara ở trong bài đọc thánh nhân mà chúng ta nghe để nói về đời sống đức tin của ông cụ John Bautista và bà cụ Maria. Tobia và Sara, 2 người cùng kêu gọi nhau: này anh, này em, mau trỗi dậy, mau mau trỗi dậy, chúng ta hãy cầu nguyện và khẩn xin cùng Thiên Chúa để Ngài đoái thương ban ơn lành cho chúng ta và cho con cả trọng cảnh của chúng ta. Đời sống đức tin của ông cụ, của bà cụ qua đời sống phục vụ một cách sống động trong lòng giáo sư này, điều đó đáng để chúng ta tạ ơn lòng thương cộng đoàn. Từ những cái điều của tôi đem đây, tôi muốn chia sẻ với cộng đoàn điều thứ hai, đó là qua cái mà chúng ta vừa liệt kê được đang diễn bởi cái gì thưa cộng đoàn, không tự nhiên mà có và không ai ngồi mà thẳng mà vàng đâu thưa cộng đoàn, kể cả trong đời sống của mình. Cái hoa đảo mà ông bà cụ đón nhận được ngày hôm nay được đang diễn bởi những hy sinh thưa cộng đoàn, bởi đau nhọc, bởi khổ nhọc, bởi những giọt nước mắt, bởi mồ hôi và có khi lẫn cả máu nữa thưa cộng đoàn. Không có những hy sinh của người làm cha, không có những giọt nước mắt của người làm mẹ, không có tình thương của người làm cha làm mẹ, thì ngày hôm nay con cả cháu cha có để về cái tình này hay không thưa cộng đoàn? Bởi tình thương của người mẹ. Và điều này ông bà đặt nền tảng trên đời, đặt nền tảng trên tình yêu của Thiên Chúa, điều mà chúng ta nghe ở bài đọc thứ hai. Phải chăng là gian truân, phải chăng là khổ sở, phải chăng là vất vả? Không, không có cái gì tách biệt tôi ra khỏi tình yêu của Đức Kitô. Và dựa trên tình yêu của Đức Kitô thì hôm nay đây ông bà cũng phải có được một tình yêu như thế này.
Đó là những gì mà tôi muốn chia sẻ với cộng đoàn nơi đây. Trong ngày chúng ta cùng với đại gia đình tạ ơn chủ với một bà cô, và để có được những cái gì mà tôi vừa liệt kê thì ông bà cô do Bautista và bà Maria đã sống cái điều mà tài tin mừng chúng ta có nghe. Đó là ông bà trở nên mũi cho đời, trở nên ánh sáng cho trần gian. Nếu không nhờ mũi, nếu không nhờ ánh sáng, bài sáng ấy được chịu rồi từ ánh sáng của lời Chúa, thì ngày hôm nay có thể chúng ta không ngồi nơi đây để tạ ơn những điều này. Một vài điều chia sẻ với cộng đoàn, cách chứng một vài điều chia sẻ với đại gia đình. Trong ngày mà ông bà bố tạ ơn Chúa 50 năm hành trình vô phối tại lễ này kết thúc, chúng ta được mời gọi tìm thủ câu nguyện cho ông bà bố. Bởi vì sau thành lễ này, ông bà lại trở về cuộc sống bình thường, trở về với sự cô đơn của tuổi già, trở về với sự lo lắng cho con cái, trở về với những cái nỗi băn khoăn, những cái nỗi ưu tư, những cái lời cầu nguyện dành cho người con đang làm việc.